Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles. Cuối cùng thì teaser trailer của Joker Folie & Arthur đã ra mắt. Hãy cùng Tentacles mổ xẻ trong teaser này có những điều gì thú vị ngay bây giờ. I wanna see the real you. Trước hết, Folie & Arthur là một từ tiếng Pháp ám chỉ chứng rối loạn tâm thần chia sẻ, Shared Psychosis. Ngay từ bản dịch của CGV đã đề cập đến chính xác nhưng cũng đúng chất thơ của bộ phim này, đó là điên có đôi. Đây là một hội chứng đề cập tới hai hoặc nhiều người có cùng chứng rối loạn ảo tưởng. Người bị bệnh thường có mối liên quan tới tổ tiên hoặc là hôn nhân. Đôi khi họ chỉ sống với nhau cũng có thể lây bệnh hoặc vô hại bởi ảo tưởng thì chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ. Nhưng đa phần thì họ có thể phạm tội, làm tổn thương hoặc thậm chí là giết người. Người thứ nhất, Nguyên Phát, là người trực tiếp trải qua những rối loạn về sức khỏe tâm thần. Và người còn lại là Thứ Phát, là người bị rối loạn tâm thần chia sẻ. Người sau thường bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng bệnh tâm thần của người thứ nhất và thể hiện những triệu chứng này khi họ đang giữ mối liên lạc với người bệnh. Nôm na là hội chứng này giống như việc hai người có liên kết với nhau, trong đó Nguyên Phát sẽ là người lây hội chứng này sang cho Thứ Phát khi họ giữ liên lạc liên kết với nhau. Trong phim này ta có thể thấy rõ Joker là người liên kết và ảnh hưởng đến chứng tâm thần của mình sang cho Harley Quinn. Đây cũng là lần đầu tiên những hình ảnh về Harley Quinn của Lady Gaga được xuất hiện và thực sự chúng mình thấy đây là một vai Donnie đóng giày cho cô. Nhất là sự hòa hợp với bạn diễn Joaquin Phoenix trong vai Arthur Fleck, aka Joker. Ngay từ đầu teaser, đã có thể thấy bộ phim bao trùm một màu sắc nhạc kịch với bản nhạc nền What the World Needs Now is Love. Một bản tình ca nhẹ nhàng được đặt trong những thước phim gay cấn, tạo cho ta cảm giác của một La La Land phiên bản bạo lực và nặng mùi thuốc súng hay điên loạn. Bài hát này viết về chuyện tình của Joker và Harley Quinn, cũng như nói đến một Gotham loạn lạc, cướp bóc và tệ nạn. Những gì nó cần là tình yêu để hàn gắn mọi thứ. Cụ thể hơn, trong phần phim này, tình yêu là liều thuốc chữa lành cho tâm trí của Arthur. Sau những lần tưởng tượng không thành với tình yêu trong phần phim đầu tiên, anh cũng đã tìm được nửa kia của đời mình. Teaser mở đầu với hình ảnh Arthur bị nhốt trong nhà giam. Không nghi ngờ gì, đây chính là trại thương điền Arkham nổi tiếng, nơi giam giữ những kẻ tâm thần và tội phạm nguy hiểm nhất đến từ Gotham. Quản giáo bước tới và hỏi Arthur rằng hôm nay có câu chuyện đùa nào không, ám chỉ rằng đối với Arthur, việc bị giam giữ ở đây cũng như là một trò đùa, và mọi người đều nghĩ rằng anh là một kẻ điên với sở thích trở thành một tay hài độc thoại. Hey Fleck, you got a joke for us today? Ngay sau đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của Harley Quinn. Lúc này, trên tay cô đang cầm một tờ giấy cùng với rất nhiều người xung quanh. Kết hợp với phân đoạn trên, tại tù ngục thì ta có thể đoán xuất thân của Harley cũng là bệnh nhân bị bắt giữ tại Arkham và họ đã tập luyện trong một chương trình biểu diễn nào đó. Ngay sau đó là hình ảnh Arthur châm thuốc trong ngục tối, kèm câu nói, chúng tôi dùng âm nhạc để hoàn thiện bản thân, giống như việc âm nhạc đã giúp Arthur chữa lành và được gặp Harley Quinn. We use music to make us whole. Ngay sau đó là hình ảnh Joker bị áp tải dưới mưa. Ở phân cảnh này ta có thể thấy rõ 4 chiếc ô với 4 màu khác nhau. Đây là 4 màu sắc xuất hiện trong trang phục của Joker 2019 khi anh diện lên show Late Night ở cuối phim. Có thể 4 màu sắc này thực chất là 4 chiếc ô đồng màu tối. Màu sắc chỉ là những gì mà Arthur tưởng tượng ra. Nếu nhìn kỹ, ở khung hình ngang mặt, màu sắc của những chiếc ô là không nổi bật và đồng màu. Thế nên giả thuyết là trí tưởng tượng của Arthur khá cao. Ngay sau đó là khung cảnh Harley đi trên đoạn đường cầu thang giống với cầu thang mà Arthur đi hàng ngày trên đường đi làm ở Joker 2019. Tiếp tục là hình ảnh Harley bắn súng vào đầu, giống hệt hình ảnh tưởng tượng của cô bạn gái trong mộng của Arthur tại phần đầu tiên, cũng tạm biệt anh bằng hành động này. Điều này chứng minh rằng Harley và Arthur có một sự kết nối và đồng điệu, cụ thể ở đây là tính bạo lực trong chính hai con người. Một mặt khác, lịch sử lặp lại, đây có thể là sự tưởng tượng của Arthur một lần nữa. Có thể chẳng có một Harley thực sự hoàn hảo như vậy, tất cả chỉ là sự hoang tưởng của Arthur khi thiếu thốn sự kết nối với tình yêu thương. Thế nhưng, giả thiết này có xác suất rất thật. Hãy nhớ rằng ở cuối phim Joker 2019, gần như rất nhiều người tôn thờ chủ nghĩa mà Arthur đem lại. Harley có thể chính là một fan hâm mộ của anh và đã có cơ hội được gặp thần tượng. Tiếp theo, phân cảnh ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào Arthur. Khác với phần đầu tiên, ánh sáng sân khấu mà Joker nhận được chỉ ở buổi hài độc thoại, bộ phim mà anh bị ảnh hưởng cũng là phim hề Sackler. Nhưng ở phần phim này, Arthur và Harley có lẽ cùng nhau xem bộ phim khác về nhạc kịch. Hình ảnh anh hiện lên gần giống với một ca sĩ phòng trà. Và ngay sau đó, những hình ảnh dồn dập khác của cả hai đều cho thấy mình là những nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. Đó rồi, Harley thốt lên, hãy ra khỏi đây. Đây có lẽ là mục đích xuyên suốt của bộ phim khi nhà thù Arkham không thể nhốt được cặp đôi Arthur và Harley. Họ sẽ tìm cách trốn ra khỏi đây và thực hiện sứ mệnh của mình về sự tự do, bạo lực và tình yêu. Ngay sau đó là hình ảnh cả hai cùng nhau khiêu vũ trên nóc tòa nhà, đầy thơ mộng nhưng lại cắt ngay sang khung cảnh khiêu vũ trên đường phố, cho thấy rằng có thể một bên là thực tại và một bên là sự tưởng tượng. Cả hai đều có những tưởng tượng điên rồ đến đồng điệu với nhau. Họ khiêu vũ giữa đường nhưng trong tâm trí họ đang cùng nhau khiêu vũ trong một khung cảnh thơ mộng hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Tiếp theo, ta thấy một khung cảnh Arthur đang chạy trốn giữa đường và có một vài người đeo mặt nạ đuổi theo anh. Đây có thể xem như hành động của Arthur tại Joker 2019 đã tạo một hệ tư tưởng với một hiệu ứng mới.
Thế nhưng, tất cả những gì anh cần là một mình và được yên ổn. Và rồi, màn hình lên show diễn giống với trường quay của Murray. Bây giờ là show diễn mang tên Joker và Harley, cho thấy rằng đây là hình ảnh trong tâm trí của Arthur và Harley. Nhưng biết đâu cũng là một sự gửi gắm rằng họ sẽ có một màn trình diễn lớn ở cuối phim trước toàn bộ công chúng Gotham đầy tội lỗi. Có thể trong toàn bộ trailer, các cảnh Arthur ở chung với Harley là những khung cảnh bình yên, lãng mạn, trong khi đó các khung cảnh một mình là sự tù đầy, giam giữ và tra tấn. Vậy là việc chỉ có thể ở bên cạnh Harley, Arthur mới xóa đi thực tại đau khổ của mình. Và chỉ với một vài cảnh ngắn gọn ở trailer thôi, chúng ta cũng có thể yên tâm và tưởng tượng được sự đẹp trong cinematography của Joker và Folliader, tương tự như bộ phim năm 2019. Quay trở lại, Harley tiến đến một phiên tòa có biểu tình. Cô mặc trang phục tiệm cận với comic cho thấy rằng tư tưởng Joker đã thực sự được công khai. Đây có lẽ là một phiên tòa xét xử Arthur Fleck khi ta thấy rất nhiều bảng biểu tình với dòng chữ Free Joker. Đến đây sẽ thấy sự xuất hiện của Harley hơi bất thường khi cô cùng Arthur bỏ trốn nhưng lại có thể hiên ngang tới buổi xét xử. Tiếp đến đoạn sau, ta thấy một khung cảnh tương tự nhưng lần này là cả Joker và Harley nhảy múa cùng với dòng người biểu tình. Chú ý hơn một chút, ta thấy một biển có dòng chữ Knock Knock. Đây là một câu đùa phổ thông, ám chỉ rằng đây là sự xuất hiện trong tưởng tượng của Arthur Fleck. Và rồi, kéo đến hình ảnh của Joker trong trang phục lễ cưới cùng với Harley. Ta có thể thấy phù rể là anh bạn Gary, người Arthur yêu quý và không giết chết ở phần phim đầu tiên. Ngay sau đó, cắt nhanh đến nụ hôn của Arthur và Harley tại trại giam, chứng tỏ rằng những ký ức tốt đẹp đó có lẽ nằm trong trí tưởng tượng của Arthur. Và ở đoạn cuối cùng, ta thấy Harley tìm đến Arthur qua cửa kính đối thoại. Đây thường là cửa kính của tù nhân khi gặp người thân. Cô vẽ lên trên một nụ cười và mong muốn Arthur là chính mình. Sửa chữa lại, việc Harley ở cùng với Arthur ở trong trại có lẽ là do tưởng tượng. Cô thực chất là bác sĩ tâm lý của Arthur và rất đồng cảm, ngưỡng mộ hình ảnh Arthur mỗi khi anh khoác lên mình hình ảnh Joker. Đó là lúc anh tự tin nhất, đắm chìm trong sự vui vẻ nhất và đó cũng là những gì Gotham thần tượng hình ảnh đó của anh, cũng như chính Harley Quinn lúc này. Và rồi, cả hai kẻ điên cùng với nhau, yêu nhau. Trên đây là một vài điểm đặc biệt trong teaser trailer đầu tiên của Joker Folliader. Chúng mình sẽ tiếp tục lên những video về bộ phim này trong tương lai. Hãy comment cảm nhận của các bạn ở phần phía dưới để cùng thảo luận nhé. Tentacle xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ha 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 ha!